Alo. Alo. Dạ. Có người đưa cho tôi số điện thoại này. Đây là số của chị hả? Phải, đúng là tôi. Dạ xin lỗi. Chị là ai vậy? Alo. Xin lỗi, chị là ai vậy? Tôi là mẹ của Hữu Nguyện đây. Anh khỏe không? Em có hối hận không? Lan Anh à, tới tìm anh. Em có hối hận không? Nếu có thì nói anh. Vì có thể sau này em sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Em hãy suy nghĩ thật kỹ đi, rồi hãy trả lời anh. Tới tìm anh, em có hối hận không? Sợ rồi hả? Vừa mới bắt đầu thôi mà đã sợ hả? Đáng lẽ tôi mới là người hỏi anh câu đó. Anh có hối hận không? Nếu mà anh có hối hận thì tôi sẽ cho anh dừng lại. Ngày mai em đi mua sắm đi. Mẹ anh thích sang trọng, không thích màu mè. Em kiếm chị Huệ khu phụ trách thời trang. Anh sẽ nói chỉ cử nhân viên chọn giúp. Học tennis đi, mẹ anh rất thích môn đó. Còn một chuyện nữa, sau này em không được gặp Hữu Nguyện nữa. Anh không quan tâm tình cảm của em dành cho ai. Vì nếu như em thích anh thật, biết đâu tới chừng đó anh cũng không còn hứng thú với em nữa rồi. Chỉ là anh không thích mang tiếng tình tay ba với cái thằng Hữu Nguyện, mất mặt lắm. Cho nên chấm dứt đi, đừng có dây dưa nữa. Anh còn yêu cầu gì nữa không? Từ sau hôm nay trở đi, dù cho có chuyện gì xảy ra, em cũng đừng mở miệng nói hai chữ hối hận. Rõ ràng là anh đã nói trước, cho em cơ hội để dừng lại. Sau này nếu em muốn dừng lại thì cũng không được đâu. Còn nếu như em muốn đổi ý, anh sẽ không để yên cho em đâu, biết chưa? Anh sợ tôi gặp Hữu Nguyện, anh sợ tôi hối hận. Còn gì nữa? Anh biết mẹ anh không ưa tôi. Anh không sợ mẹ anh hả? Liệu anh có dám đối đầu với mẹ anh tới cùng không? Em đừng coi thường anh quá. Một khi anh đã muốn thì không ai cản được đâu. Chủ nhật này nhà anh họp mặt gia đình, anh sẽ đón em vào lúc 1 giờ. Nhớ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước khi anh qua. Hãy
sợ sao? Anh Đạt, có chuyện gì gấp mà đi giờ này? Kêu xe sẵn chưa? Dạ em kêu rồi, nhưng nghe nói anh muốn tự lái. Anh muốn đi đâu giờ này mà không cho tài xế đi cùng? Em sợ anh mệt. Tự lái xe ban đêm nguy hiểm lắm đó anh. Tôi muốn tự lái. Nghe lời em đi. Tránh ra. Tôi nói rồi, kể cả cái mạng sống của anh, thử coi anh có dám vì tôi và thằng Bảo mà làm thiệt hay không. Mọi chuyện là do anh ép tôi mà thôi. Cái gì vậy? Sao vô phòng tôi mà không gõ cửa? Lỡ tôi đang thay đồ thì sao? Anh cũng biết xấu hổ nữa hả? Cô nói vậy là sao? Anh với Lan Anh là tại sao vậy hả? Cái gì? Rõ ràng anh biết Hữu Nguyện với Lan Anh là một đôi. Rõ ràng anh biết Hữu Nguyện theo nghề bánh và hứa là sẽ không gặp Lan Anh suốt 2 năm qua là để xứng đáng với cô ấy mà. Chuyện thằng đó có thể bị tổn thương trong tình cảm khiến cô quan tâm và lo lắng như vậy. Tôi... Đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ tới vòng 2. Tôi thấy cô nên tập trung vào mấy món bánh của mình thì hơn. Anh đúng là cái đồ... Cái đồ gì? Cô chất vấn tôi như vậy, sao không thử suy nghĩ lại? Tôi và thằng đó đều có cơ hội như nhau, đều cạnh tranh công bằng. Thằng nào tài giỏi hơn thì sẽ có được Lan Anh. Nhưng quyết định cuối cùng là ở Lan Anh. Nè, sao cô còn không mau ra ngoài? Chẳng lẽ cô muốn đứng đây à? Nhìn tôi thay đồ sao? Dù gì anh với Hữu Nguyện cũng sống chung và làm việc với nhau suốt 2 năm qua. Nguyện xem anh là bạn. Tôi chỉ hy vọng là anh không xấu xa tới mức như vậy. Dạ.
Anh chú nên biết sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn đó. Những việc mày làm lúc nãy cũng vượt quá sự kiên nhẫn của tao. Ra tay đâu. Đi thôi. Tên Quân đó sao lại có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy chứ? Mà nói cũng phải, cả ba người đó đều là người độc thân mà. Một lời hứa sao có thể coi là người yêu của nhau được chứ, đúng không? Mà tại sao mình lại phải quan tâm tới cái tên đó vậy hả? Này còn luyện tập nữa hết rồi. Sáng giờ hắn ăn có 2 chén cơm mà. Chắc giờ đói lắm á. Ông chủ ơi, tính tiền. Ủa, sao giờ này chưa ngủ nữa hả? Mà đi đâu một mình vậy? Tay bị làm sao vậy? À, nãy vô ý làm rớt cái dĩa, cái tay chảy máu. Mà không sao hết á, đàn ông Nam Nhi mà, này ăn thua gì? Anh đúng là đồ ngốc mà. Có mua bánh bao phải không? Tôi biết đó là dù anh có đói tới mấy á, cũng sẽ không bỏ ngang công việc đâu. Tôi mua cho anh nè. Wow. Nè, cảm ơn nha nhóc. Đang lúc đói bụng.
bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ngon lắm. Làm gì nhìn tôi vậy? Bộ mặt tôi kỳ lắm hả? Vẫn còn buồn chuyện thằng Quân không dành tình cảm cho mình đúng không? Hả? Tôi đâu có buồn. Thì tại sao đi nhậu một mình? Tôi... Sao anh biết? Đến người bình thường mà còn biết nữa mà. Huống chi không cần tới cái mũi của tôi đâu. Hey, nè, đang tìm cách nói dối phải không? Nếu mà buồn quá thì mình phải nói ra chứ. Nếu không thì khóc. Đúng là khóc đi. Khi mình khóc được tốt lắm. Mình sẽ cảm thấy là trong lòng mình nhẹ nhàng và cũng thoải mái hơn. Tôi biết khi mà mình đã đặt tình cảm sâu đậm cho một cái người nào đó mà người đó không hề tôn trọng, cảm giác nó đau, nó đau dữ lắm, tan nát cõi lòng. Nhưng mà biết sao giờ, cuộc sống mà đâu phải cứ muốn là được, nó còn phụ thuộc vào duyên nợ, vào số phận. Đôi khi số phận hai con người nằm trên hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ đến được với nhau đâu, đúng không vậy? Làm gì nhìn tôi trân trân vậy? Thấy nói hay quá. Ấy, anh đúng là đồ đại ngốc mà. Đại ngốc. Gì vậy? Xỉn quá rồi hả? Nè, làm xong á rồi dọn hết đi nha. Lau chùi cái bàn này đi. Khi nào mà soi được cái mặt ở trỏng luôn á. Ê. Chị Vân ơi. Dạ. Dạ thưa cô. Chị Vân. Dạ. Chồng tôi tới công ty rồi hả? Anh có ăn sáng rồi mới đi không? Dạ cậu. Cậu. Không lẽ đêm qua anh không về à? Dạ tối hôm qua cậu không có về. Má. Má thức sớm vậy má. Má. Ủa chị Vân, ba con dậy chưa? Ba con hồi tối không có về nhà. Má. Ủa, ba con không về cũng không gọi điện gì về hả gì? Không thấy cậu gọi mà cũng không nghe chú Tài gọi điện báo luôn. Ủa sao kỳ vậy ta? Nếu mà ba về trễ thì ba sẽ gọi điện về nhà. Chưa bao giờ ba ngủ lại ở công ty hết á. Để con nghe cho. Alo. May quá, là con bắt điện thoại. Sao vậy chú, có chuyện gì hả? Hình như ba con gặp tai nạn. Hả? Con đừng quá hốt hoảng. Chú đang trên đường tới hiện trường xem thế nào. Chưa chắc là ba con được. Con cũng đừng nói chuyện này cho má con biết nha. Không thôi má con lại hốt hoảng. Dạ dạ, con hiểu rồi. Thì bây giờ con sẽ chạy đến công ty. Có gì tới nơi chú gọi cho con ha. Tới nơi chú sẽ báo liền. Sao vậy chị hai? Trong công ty có chuyện hả?
Con xin phép đến công ty trước. Công ty có việc đột xuất cần phải giải quyết à? Minh à, em nghe chị dặn nè, hôm nay em phải ở nhà chăm sóc má, không được đi đâu hết nghe chưa? Nhưng mà có chuyện gì mới được chứ chị? Em cứ nghe lời chị đi. Bây giờ em đừng có hỏi gì chị nhiều, chị sẽ giải thích sau ha. Dạ thưa anh, anh này nói anh là người nhà của chủ nhân chiếc xe. Chào anh. Xin lỗi anh, tôi có thể biết tình trạng của anh tôi như thế nào hay không ạ? À? Người lái xe lạnh của chú hả? Dạ phải. Chiếc xe này là của công ty bánh kẹo Thành Phát, còn anh của tôi là tổng giám đốc của công ty này. Tình trạng của ông ta hiện giờ chúng tôi cũng chưa nắm được, vì từ khi có mặt tại hiện trường chúng tôi chưa thấy mặt người bị nạn. Sao không thấy à? Có nghĩa là từ lúc 5 giờ sáng cho tới giờ chúng tôi chỉ nhìn thấy chiếc xe bị nạn ở đây, còn người thì không thấy. Chúng tôi đã cho đi tìm kiếm người bị nạn ở các bệnh viện gần đây, nhưng không có bệnh viện nào tiếp nhận người bị nạn từ đêm hôm qua cho tới bây giờ. Cảm ơn anh. Dạ thưa anh, không tìm thấy tung tích của người bị nạn. Đang kiếm gì vậy? Cái máy nghe nhạc tự nhiên nó mất tiêu rồi, cậu có thấy không? Không. Ê khoan khoan, này 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 à, thử men đi. Cái loại 26 này á thì cái mùi nó hơi ngọt một chút, còn cái loại 32 á thì có một chút mùi hương vị rượu gạo. Thời gian lên men á của hai loại này cách nhau 6 tiếng.
Cậu qua thử đi. Nè, cậu nhìn vào sổ sẽ thấy loại men này á phải mất khoảng thời gian là 1 ngày để chuyển từ rượu thành men mẫu. Còn cái loại này á thì mất 1 ngày 6 tiếng, thời gian sẽ lâu hơn. Sao cậu có thể làm mọi chuyện như không có gì vậy? Hả? Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết. Trong lòng cậu, tôi chắc rằng cậu cũng cảm thấy buồn và khó chịu. Vậy mà sao ngoài mặt cậu lại có thể cười nói bình thường? Do cậu quá tốt hay là quá khờ? Cậu... Tôi biết cậu chỉ cố tình tỏ ra như vậy cho mọi người thấy thôi. Nhưng khi đối diện với tôi, cậu rất tức giận, có phải không? Nè, chính cậu là người đã đề nghị chúng ta hợp sức với nhau mà. Cậu nói chúng ta phải hợp tác thì mới vượt qua được vòng 2 mà. Nếu tôi cố tình làm vậy để hại cậu thì sao? Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ tới hả? Chưa. Cậu cũng không có chút gì đề phòng tôi. Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến phải đề phòng cậu. Mà tại sao tôi phải đề phòng cậu chứ? Chỉ là một cuộc thi làm bánh thôi mà, đâu phải chuyện gì liên quan đến sống chết đâu. Bộ cậu nghĩ như vậy thiệt hả? Thôi được rồi, cậu muốn tôi nói thật chứ gì? Tôi nói cậu nghe, tôi không phải là một thiên thần. Tôi thật sự rất ghét cậu. Ghét tới nỗi mà có thể cầm dao đâm cho cậu một cái chết luôn. Nhưng mà mỗi khi nổi nóng với cậu là tôi lại nhớ về những ngày chúng ta bị cột tay với nhau. Lúc đó tôi đã cảm nhận được sự chân thành của cậu. Tôi nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn tốt đó. Cậu nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn à? Ừ. Còn nói là cảm nhận được sự chân thành của tôi, ở đâu ra mà hay vậy? Nó cũng giống như là mùi vị của bột lên men vậy. Mùi vị tốt nhất sẽ chỉ ở một thời khắc nhất định mà thôi. Tình cảm con người cũng vậy. Nếu cậu chân thành thì sẽ cảm nhận được. Cậu có biết làm việc chung với cậu tôi cảm thấy vui lắm không? Thật lòng tôi cảm thấy như vậy đó. Nếu như có điều gì làm cho cậu không vừa lòng hay là có khúc mắc gì đó thì cậu cứ nói ra, rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết. Những gì mà người lớn không làm được á thì chúng ta hãy cùng nhau. Việc gì ta phải có khúc mắc với một thằng như mày? Mày biết gì về tao mà nói hả? Quân à, cái thứ người như mày thì làm sao mà hiểu được tao? Nếu không có khứu giác của trời cho thì mày làm gì có tư cách đứng đây để nói chuyện với tao? Làm gì? Cái máy nghe nhạc chết tiệt, không biết lại nó mất tiêu. Lỡ uống phải thuốc này là cái lưỡi coi như tiêu, lưỡi liệt rồi tới cái mũi sẽ không nhận biết được cái mùi vị gì nữa đâu á. Uống hết chai này coi như xong, vị giác và khứu giác không còn cảm giác gì về mùi vị gì nữa. Thank you.
chết rồi. Kiểu này là hư chắc rồi. Chú ơi, có hư nặng lắm không chú? Cái máy này hư nặng lắm, không thể nào sửa được đâu. Hả? Chú ơi, chú làm ơn sửa giúp con đi. Không có máy này là con không được đâu chú. Bây giờ mà sửa cái máy này tốn nhiều tiền lắm, có khi bằng tiền mua một cái máy mới luôn đó. Chú ơi, cái máy mới khoảng bao nhiêu tiền vậy chú? Hả? 3 triệu. Hơn một tháng lương của anh rồi đó. Tiền đâu mà anh đền? Gì vậy? Nè, đừng có nói là anh lấy tiền tiết kiệm của mình để mua cái mới đền nha. Số tiền này cộng thêm tháng lương vừa rồi mới đủ chứ. Trời ơi, nhưng mà đây là tiền để dành đăng báo tìm mẹ của anh mà. Chứ bây giờ biết làm sao được, là tại tôi làm hư của người ta mà. Phải đền cho người ta chứ. Nè, nè, hay là anh tìm anh Quân nói chuyện đi. Nói ngon nói ngọt mấy câu nữa, chắc ông không mắc đền đâu. 3 triệu với người giàu là không bao nhiêu, nhưng mà đối với anh là nặng lắm á. Nhóc này biết lo lắng cho anh trai rồi hả? Mi à, dù có nghèo khổ tới đâu á thì mình cũng phải sống cho đúng đắn. Như vậy á thì trước mặt Minh Quân tôi mới ngẩng cao đầu được chứ. Hiểu không? Anh á, lúc nào cũng ngu ngốc vậy hết trơn, nên Lan Anh mới bị người khác cua mất rồi kìa. Hả? Anh có biết là Lan Anh với Minh Quân làm cái gì sau lưng anh không? Hai người đó đang lén lút hẹn hò với nhau kìa. Không có đâu, anh rất tin tưởng Lan Anh. Vậy anh bị điên hả? Nè, Minh Quân á thì có thể có tình ý với Lan Anh, nhưng mà Lan Anh thì không đâu. Anh rất tin tưởng cô ấy. Thôi, anh đi trước nha. Cái tên này. Không sao đâu, mình phải tin tưởng Lan Anh chứ. Chào cô. Xin lỗi, tôi có thể giúp được gì cho cô? Dạ, Gia Bảo, con trai của tổng giám đốc công ty Thành Phát, nó tôi tới đây để gặp quản lý. À, đúng rồi, cậu Bảo có gọi cho tôi. Mời cô vào đây. Chị à, chị lấy tôi bộ đầu tiên được không? Dạ được chứ. Tôi thấy bộ đồ này đi với đôi giày này rất là hợp. Nếu cô cảm thấy không hợp, tôi sẽ đổi cho cô đôi khác. Nhưng với thiết kế này sẽ hợp với cô hơn. Cô yên tâm đi, tôi sẽ tạo cho cô một vẻ ngoài thật đặc biệt, có thể khiến cậu Bảo sẽ không nhận ra cô đó. Sao? Vẫn chưa tìm ra? Một người bị thương nặng như vậy thì có thể đi đâu được chứ? Đã tìm các bệnh viện lân cận hay chưa? Vậy dư hoài không tốt đâu nha. Bằng mọi giá phải tìm cho ra, rõ chưa?
Vào đi. Chú, ba con sao rồi chú? Chú đã đi gặp bên phía công an, khỏi nói chưa có tin gì về ba. Bây giờ cứ 30 phút má con lại gọi cho thư ký Lan một lần để tìm gặp ba con. Con có dặn cổ là nói ba con đi công tác, nhưng con nghĩ đó cũng không phải là cách. Tại vì từ giờ đến tối mà không tìm ra ba con thì kiểu gì má con cũng phát hiện ra. Thôi được rồi, mọi việc để chú lo, con an tâm nha. Bây giờ chú sang gặp má con nha. Dạ. Tôi nghe nói anh Đạt đi công tác hả? À, vì tối qua ở nhà máy Cần Thơ có sự cố, cho nên anh Đạt phải đích thân xuống tận nơi để giải quyết. Ngay cả điện thoại của anh tôi cũng không liên lạc được. Có thể là do mất sóng. À đúng rồi, trưa hôm qua anh Đạt làm rớt điện thoại xuống lầu, điện thoại bị hư. Vì bận rộn quá cho nên tôi vẫn chưa có thời gian để thay điện thoại khác cho anh. Coi như lần này tôi làm lơ cho chú và Thụy Kha. Tôi biết hai người đang nói dối tôi. Tôi không cần biết chú làm cách gì và bao che như thế nào, nhưng tôi muốn tối nay chồng tôi phải tới nhà hàng để ăn bữa cơm gia đình. Chú nhớ đó.